Cách để kết thúc một bài thuyết trình hiệu quả, bạn đã chuẩn bị rất kỹ về phần nội dung của mình, suy nghĩ cách mở bài sao cho thú vị, hấp dẫn để gây sự tò mò cho khán giả. Những ý trong nguyên phần thân bài của mình được trình bày diễn đạt rõ ràng, ví dụ phong phú, sôi động. Nhưng sau khi chia sẻ tất cả những điều đó xong thì chúng ta không biết kết lại như thế nào hết. Mình chỉ nói là phần nói chuyện của mình đã xong hết, bỏ lưng chừng ở chỗ đó. Nên trong phần này anh sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm sao kết thúc một bài thuyết trình của mình sao cho hấp dẫn, mạnh mẽ và động làm ấn tượng tốt. Bởi vì thứ mà khán giả nhớ và động lại nhiều nhất trong một bài thuyết trình là những gì họ nghe cuối cùng. Các bạn có thể chia sẻ rất nhiều những điều hay, những kiến thức thú vị, những thông tin hữu ích ở phần đầu, nhưng ở phần cuối chúng ta không có kết lại đúng cách thì họ chỉ nhớ được cái ý cuối cùng mà mình nói thôi, những cái trước kia họ đã quên sạch hết trơn rồi. Thành ra nếu có cái kết bài lỏng lẻo và không đủ sức thuyết phục thì chúng ta sẽ rất là tiếc, và toàn bộ công sức các bạn đã xây cả cái bài nói chuyện của mình, thậm chí là mấy tháng trời trước đó chúng ta chuẩn bị, đều tan biến hết. Để biết mình cần kết bài như thế nào như hiệu quả, các bạn cần phải biết mục đích của bài thuyết trình của mình là cái gì, mục đích cuối cùng luôn á. Cuối cùng ở đây nghĩa là gì? Là sau khi mình nói xong hết rồi, mọi người đứng dậy đi về, trong đầu của họ còn động lại cái gì? Có hai kiểu mục đích cơ bản mà anh muốn chia sẻ với bạn trong video clip này, đó là educate và persuade. Educate nghĩa là chúng ta hướng dẫn, giảng dạy một điều gì đó. Thì mục đích của cái bài nói educate là người ta cần nghe, hiểu và nhớ được những điều mà mình nói, động lại một cái kiến thức được trong đầu của họ được, đó là thành công rồi. Còn persuade là cái nhóm mà chúng ta cần phải khiến cho họ hành động sau khi mình nói xong. Họ cần động lại trong đầu họ là một cái hành động rất là rõ ràng là họ cần làm cái gì. Thì tùy theo hai mục tiêu đó mà chúng ta sẽ xây dựng cái phần kết bài sao cho hiệu quả. Phần số 1, educate, mục tiêu là họ cần phải nhớ, học được vào trong đầu của mình điều mà các bạn chia sẻ, hướng dẫn, giảng dạy cho họ. Cho dù đó là một cái bài học, cho dù đó là một cái quy trình, cho dù đó là một cái kiến thức mới mà họ cần phải biết và nhớ được. 4 cách để các bạn có thể làm. Cách số 1, gom lại cái bài học của mình, có một cái summary. Từ nãy tới giờ với những cái mà tôi chia sẻ với các bạn, có 3 thứ quan trọng nhất mà mọi người cần phải nhớ. 1 là, 2 là, 3 là cách thứ 2. Cái summary đó mục tiêu là mình muốn mình là người đưa cái kiến thức vào trong đầu của họ, nhưng sẽ hay hơn rất nhiều nếu mà các bạn có thể engage để cho khán giả tự summary trong đầu của họ, thì họ sẽ nhớ cái kiến thức đó lâu hơn rất là nhiều. Nên là cái cách thứ hai, bên cạnh việc là các bạn để cho mình là người nói, thì mình làm sao tạo điều kiện cho họ là người nói bằng cách mình đặt ra câu hỏi. Hãy kết thúc cái bài nói của mình với một cái quiz hoặc là với những cái câu hỏi. Ok, nãy giờ chúng ta đã chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ, nên để kết lại buổi ngày hôm nay có một vài câu hỏi cho mọi người để xem là mình nhớ được cái gì. Câu hỏi thứ nhất, trong quy trình của chúng ta nãy giờ chia sẻ có bao nhiêu bước? Câu đáp án A 5, đáp án B 4, đáp án C 3, đáp án D 2. Câu trả lời đúng là, và mọi người bắt đầu trả lời. Thì các bạn xây dựng những câu hỏi khúc cuối của mình dựa trên những cái ý chính mà mình muốn truyền đạt cho mọi người hiểu. Và khi mình hỏi lại những điều đó là lúc mà họ có thể tự summarize lại, tự tổng hợp lại những thứ mà mình đã nghe, đã học nãy giờ và trả lời. Sau khi mà mình hỏi giống như vậy xong, sau đó mình mới summarize lại một lần nữa, thì nó sẽ đạt được mục tiêu cao hơn rất là nhiều. Cách thứ 3, nếu mà trả lời như vậy thì nó sẽ làm cho cái lớp sôi động hơn và cái mọi người tham gia nó hiệu quả hơn. Nhưng có một cái cách để mọi người tự kiểm nghiệm trong đầu của mình. Bởi vì tùy cái người tiếp nhận thông tin, có những người thích cái không khí, có những người thích cái khoảng không gian tĩnh lặng, từ tốn, không có bị thúc ép và không có bị những áp lực từ những thứ xung quanh, thì họ sẽ ghi nhớ động lại lâu rất nhiều. Nếu các bạn thậm chí có thể kết lại bằng một cái hoạt động là tự nhìn nhận và viết xuống. Nãy giờ đã chia sẻ với mọi người tất cả những cái quy định và những cái thông tin cần thiết. Nên tiếp theo, để đảm bảo là mọi người đã hiểu và nắm được nó rồi, chúng ta sẽ dành ra 2 phút mọi người tự viết xuống trên giấy của mình, trên cuốn sổ của mình, những điều đã nắm và học được trong ngày hôm nay. 2 phút cho mọi người bắt đầu. Và sau khi mọi người viết ra xong hết rồi thì chúng ta mới có một cái tổng hợp lại một lần nữa. Và hy vọng là mọi người đã có những cái take note riêng của bản thân của mình. Và rồi có 3 thứ cũng muốn nhắc lại để tất cả chúng ta đều nắm chung một cái bài học. 1 là, 2 là, 3 là. Cách số 4, đó là hỏi trực tiếp luôn. Và đây là câu hỏi mở, không phải là cái thiết kế dựa trên câu hỏi ABC, cái quiz trong cách số 2 nữa, mà là câu hỏi có những cái nội dung chia sẻ mà mỗi người sẽ có những bài học rất là khác nhau. Các bạn có thể hỏi trực tiếp họ luôn. Nãy giờ chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều rồi, điều mà bạn ấn tượng nhất là gì, điều mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất là gì. Theo các bạn nãy giờ, quy trình chúng ta cần làm những điều nào, đến điều cần lưu ý, mọi người có thể chia sẻ với nhau không? Nên là nãy giờ những thứ mọi người nói cũng đúng với những cái chúng ta đã chia sẻ rồi đấy. Nó xoay quanh 3 yếu tố. 1 là, 2 là, 3 là. Mong là mọi người sẽ nhớ điều đó thật là kỹ để có thể áp dụng được vào trong công việc của mình trong thời gian sắp tới. Thể loại số 2, persuade. Nghĩa là chúng ta muốn thuyết phục mọi người nghe, hiểu và hành động một điều gì đó
sau khi mình đã nói xong. Đây có thể là trong một buổi phân công công việc, đây có thể là trong một cái buổi mà mình chia sẻ họp hành nói về những định hướng và sau đó chia ra ai sẽ làm việc gì. Đây có thể là một cái buổi mà các bạn sale bán hàng, thì mục đích của nó là sau khi nói xong tất cả những điều này, nghe, biết, hiểu rồi đó, rồi sao nữa? Nhớ không? Mục tiêu không chỉ là nhớ. Mục tiêu trong một cuộc họp phân công ra là mọi người về phải làm, nên phải kết lại cái bài nói của mình trong những cái hình thức đó là một cái action, một cái hành động cụ thể. Có một thuật ngữ chuyên môn cho chuyện này là call to action, CTA. Nói xong hết tất cả mọi thứ rồi, bạn phải kết lại cái gì? Phải kết lại bằng lời kêu gọi hành động. Nên là có 3 cách để làm chuyện này. 1. Kêu gọi trực tiếp về hành động. Và hãy nhớ là nó phải thật là cụ thể. Ví dụ, các bạn chia sẻ về áp dụng công nghệ mới trong cái quy trình làm việc để tăng hiệu suất làm việc của mọi người trong team lên. Và mình trình bày đây là công nghệ gì, cách áp dụng ra làm sao, bước 1, triển khai giai đoạn, từng giai đoạn như thế nào. Xong hết rồi, thì chúng ta cần kết lại là ok, nên là sau ngày hôm nay có 3 thứ cần phải làm. 1. Quay về, check email liền ngay lập tức để các bạn thể nhận được thông tin từ công ty gửi xuống một cách chính thức. Nếu bạn nào không thấy trong vòng 24 giờ sắp tới, nhớ liên hệ lại với bạn này, ABCD gì đấy. 2. Ngay lập tức đăng ký account, set up tài khoản mật khẩu. Và cái thứ 3, thực hiện liền cái task đầu tiên mà cũng sẽ được đính kèm trong email. Tuần sau chúng ta cũng sẽ họp lại đúng vào giờ này để nhìn nhận lại quá trình ứng dụng công nghệ mới vào trong công việc của mình trong một tuần vừa qua. Có những điều gì tốt, những điều gì chưa ổn, những cải thiện gì cần thiết để áp dụng lâu dài trong thời gian sắp tới. Mọi người đã nắm được chưa? 1, 2, 3 cái quan trọng cần thiết đó. Ok, nắm được rồi thì quay về và cùng nhau triển khai. Cách thứ hai nè, đưa thêm cái vision, cái tầm nhìn, cái tương lai của những người nghe nó sẽ trông như thế nào nếu họ áp dụng những điều đó. Một lần nữa, đi thẳng vào chuyện đó là một điều ok rồi, nhưng chúng ta muốn cái call to action nó mạnh mẽ hơn, nó phải đến từ nhu cầu của người khác, nó đến từ cái mong đợi khát khao của người khác, nó đến từ họ thấy cái action này không chỉ là làm theo lời người khác đưa xuống mà nó thực sự có lợi ích gì cho mình, họ được engage nhiều hơn vào trong cái hành động đó, thì xác suất họ không chỉ nghe biết là mình cần làm cái gì mà họ có động lực để muốn làm chuyện đó tốt hơn sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ với những thứ mà chúng ta nói nãy giờ, mọi người hãy tưởng tượng xem nếu trong tuần sau với việc áp dụng đúng những bước này, mặc dù trong lúc đầu nó có thể hơi chậm một xíu, hơi cần phải tìm hiểu một xíu, yes, điều đó là điều chắc chắn khi là áp dụng một cái điều mới rồi. Nhưng nếu mà trong tuần sau chúng ta bắt đầu xài và áp dụng nó chỉnh chu hơn, quen hơn rồi, thì từ tuần tới nữa sẽ như thế nào nếu như mỗi ngày của mình đều sẽ tiết kiệm được 2 tiếng đồng hồ để xử lý cái phần việc này. Và nếu một ngày mình tiết kiệm được 2 tiếng đồng hồ, một tuần mình có thể tiết kiệm được cả 14 tiếng đồng hồ. Và khi chúng ta áp dụng chuyện đó, nó không chỉ là tiết kiệm thời gian của mình mà nó còn kiểm soát cái con số chặt chẽ hơn để chúng ta phối hợp trao đổi với nhau để tạo được cái kết quả thật là cao cho cả team của mình, thì nó sẽ tăng cái sự minh bạch và phối hợp với mọi người trong team rất là nhịp nhàng. Thì đó là cái viễn cảnh mà chúng ta cùng muốn nhắm tới để có thể cải thiện cả cái kết quả của công ty, của team mình và cho cái hiệu suất cá nhân và thời gian làm việc và cái cảm xúc của mình mỗi ngày khi đi làm việc nữa. Nên là có 3 thứ mà chúng ta cần sẽ làm sau buổi ngày hôm nay để điều đó có thể được diễn ra thành sự thật. 1 là, 2 là, 3 là. Một cái công thức cụ thể để các bạn làm luôn nè. What if? Sẽ như thế nào nếu mình xài cái này, cái này, cái này, cái này, cái này? Thì khi mà họ nhìn thấy cái viễn cảnh xa hơn của việc take action này, mình sẽ được cái hình ảnh này, thì họ sẽ có động lực hơn để làm chuyện đó. Và các bạn hãy tưởng tượng xem là nếu mà sau buổi ngày hôm nay các bạn quay về bắt đầu nhìn rõ hơn về cái kết thúc của cái bài thuyết trình của mình, đúng không? Và để từ đó các bạn có thể xây dựng cái phần kết bài sao cho nó hấp dẫn, nó đúng cách hơn và có thể kêu gọi thành công trong cái cuộc họp sắp tới của mình. Thậm chí sếp lớn trong cuộc họp nó cũng ngỡ ngàng luôn. Rồi, sau hôm nay nó nói xong nó không chỉ là nó không cách lan man, không ai nhớ gì hết mà nó có thể đưa ra rất cụ thể 3 việc cần phải làm sau ngày hôm nay sau khi đã nghe phần trình bày xong của mình là 1, 2, 3. Và họ cảm thấy rất ngạc nhiên về chuyện đó và khen ngợi các bạn. Và tuần đó các thành viên trong team của mình làm việc rất là hiệu quả. Thì các bạn nghĩ xem là việc đó nó sẽ tạo nên cái sự thay đổi lớn đến cỡ nào đối với sự tự tin của riêng bạn, đối với sự thăng tiến và công nhận từ cấp trên đối với riêng bạn, và đối với việc phát triển bản thân của mình, đối với riêng công việc và cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng về chuyện đó xem, nếu các bạn có thể áp dụng thành công những cái mà anh chia sẻ với mọi người sau ngày hôm nay. Thì cái mà anh vừa mới làm là gì? Nó cũng là cái cách để chúng ta kết lại là mình cần làm cái gì và mở ra một viễn cảnh cho người nghe, thì khi đó các bạn sẽ kết nó một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Cách thứ 3, đây cũng là một cái nâng cao hơn nữa, chúng ta kết hợp luôn cả cái phần educate, nghĩa là trước khi họ hành động thì họ cũng phải hiểu ok kiến thức mới, nội dung mới, quy trình mới. Nên là chúng ta tóm lại cái bài học của mình trước. Ok, nãy giờ chúng ta chia sẻ về công nghệ mới rồi ha,
À, mọi người thấy công nghệ mới này có những điều thú vị gì riêng cho riêng bản thân của mình, xin mời chia sẻ. Thì các bạn dùng một trong những cách mà anh đã nói ở cái phần educate để động lại trong đầu của họ là một cái kiến thức, một cái quy trình mới cái đó. À, rồi sau đó mình mới bắt đầu ứng dụng những cái phần mà anh đã chia sẻ trong phần persuade này để đẩy ra cái hành động cho họ. Thì nó kết hợp lại, vừa là học họ một điều gì đó mới mà vừa ra được action liền ngay sau phần mình đã học luôn. Đó là cách thứ ba để các bạn có thể kết hợp lại và ứng dụng cho phần kết bài của mình. Và đây là phần call to action của nội dung này. Sau khi xem video clip này có 3 thứ các bạn có thể làm. Một, quay về và chuẩn bị cho phần kết bài của mình. Nếu những tất cả những phần kia các bạn đã ổn hết rồi, chỉ băn khoăn về đúng phần này thôi, thì ứng dụng những cái anh đã chia sẻ. Hai, các bạn có thể muốn xem thêm những nội dung khác anh đã từng làm về mở bài, về thân bài, về tâm lý của người nghe như thế nào, có thể đính kèm những cái đường link video clip ở đây, các bạn có thể bấm vào. Và cái thứ ba, một quà tặng cho các bạn sau buổi ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thực sự muốn nhìn thấy cả trọn vẹn một cái quy trình của một cái phần thuyết trình, báo cáo, chia sẻ, thể hiện, kết nối ra với người khác nó sẽ như thế nào, còn những yếu tố gì khác bên cạnh mở bài, thân bài, kết bài nữa, thì nếu các bạn muốn nhìn thấy trọn vẹn hơn để từ đó có được bức tranh tổng thể để mình có thể quyết định và chuẩn bị được giỏi hơn, thì có thể nhấn vào đường link phía dưới download một cái tài liệu miễn phí anh gửi tặng cho các bạn, nó tên là The Art and Science of Public Speaking, nghệ thuật diễn đạt bản thân của mình, và dựa trên những cái nghiên cứu khoa học rất là bài bản theo từng cái công thức rõ ràng dành cho mọi người. Nên nhấn vào đường link phía dưới, tải về cho bản thân của mình để có thể tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này nha.